Mời bạn nữ. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Rồi, em tên em là Lê Phú Nhật Đan. Em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em. Dạ anh Quyền Linh. Rồi, mời bạn trai. Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ. Đầu tiên em xin chào MC anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị khán giả ở đây một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương. Em đang làm ở một nhà máy ở Long An. Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là về bên chất lượng, tức là anh nào vào công ty nào nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng, bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng. Bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm về cái chất lượng của hàng hóa. Thì hiện tại em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng ví dụ như anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này theo cái yêu cầu chất lượng như này, thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không. Và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên. Từ Long An, Bạc Liêu. Bạc Liêu. Vâng. Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em chưa được đi Bạc Liêu nhưng em đi Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ. Đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì nhà em quê Hải Dương nhưng mà em đi Hải Dương rất nhiều, thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. Và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi. Yêu nhau là ok. Yêu nhau là cũng có xa ha. Dạ vâng. Rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh, có thể chăm sóc tốt được cho người khác. Còn nhược điểm của em là em hát tương đối dở, hơi run trước mọi người ạ. Giờ đang run đúng không? Dạ. Rồi, thở sâu không sao cả ha. Dạ. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là chân thành. Khi em nói chuyện gì ra là cái đảm bảo cái chân thành của em rất là cao. Em rất là công bằng khi mà em đưa ra một cái ý kiến, nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra cái ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn, em sẽ chấp nhận, chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất. Anh vào miền Nam này lâu chưa? Em vào miền Nam là phải tính là đến gần 20 năm rồi. 20 năm. Dạ anh vâng. Có thích người miền Tây không? Em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á. Tình trường mình như thế nào em? Dạ em có một mối tình là thời sinh viên và tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi. Sau này thì em có quen, đó là qua may mối chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền, nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau. Rồi bây giờ nếu mà tiền mà được thì chừng nào em muốn chừng nào mới đám cưới? Cái đó là còn phải do hai người là có thể có thật sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân rồi không? Còn bạn trai, tình trường bạn thế nào? Em chưa có mối tình nào cả. Qua cái yêu gì luôn? Em chưa có một tình yêu. Nhưng mà giờ yêu được không? Cái đó là cực kỳ luôn đấy, bởi vì em lên lịch nhiều lắm mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai chiều á. Thế nhô, rồi xem nói lẹ dữ vậy em. Em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói á, bởi vì em rất là nhiều thứ. Bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không? Em nói chuyện rất là nhiều. Em nói nhanh vậy luôn hả? Vâng, em nói được như vậy. Rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái thì chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý, là tức là mọi người không có phải là chê trách của giống như anh Quyền Linh hay giống như chị ấy, tức là mình biết đối nhân xử thế, tức là trong những cái ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui, không ai chê trách mình, đó là bây giờ mình trả lời phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes. Có làm dâu không? Không, nhà em không, bởi vì là mẹ em ở ngoài Bắc mà em thì tính lập nghiệp trong miền Nam. Không cần giải thích, chứ cứ yes no được rồi. Sorry, I forgot about that. Lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý? Cái này thì em tôn trọng cái là phụ nữ của Á Đông của mình, tức là người phụ nữ sẽ là cái không vấn đề. Không cần giải thích, chị vợ với chồng được rồi. Sorry. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, vóc dáng, gương mặt? Dạ, chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ 1m50 đến 1m60. Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em rất là thích các bạn tóc dài. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là ok. Tức là miễn sao mà em nhìn thấy em rung động em thích là giờ ok. Giờ mà em thích tóc dài cũng được không? Vâng, ít thật vâng. Rất ít. Giờ dài, tóc ngắn không à? Ít tóc được không? Yes or no thôi. Yes. Yes, rồi được. Anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ, em cảm ơn. Chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không? Dạ em thấy ảnh có vẻ là người vui vẻ. Chỉ có cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết, từ em cảm nhận nha. Dạ. Em ghét gì, tính gì ở người đàn ông? Ích kỷ, không quan tâm tới mọi người, xem cái tôi của mình là lớn. Anh này có thể làm được điều đó? Dạ. Về ngoại hình á? Ngoại hình á thì em không quan trọng
cần là nhìn được là được. Quan trọng vậy tóc tai không? Dạ không đó anh. Tại vì em nghĩ tóc tai là mình cũng không muốn, là có khi ít tóc mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc. Đúng rồi. Dạ. Vậy được, anh này nói chung là anh thấy ổn đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em gái? À, dạ hôm nay em đi với mẹ, anh trai, em gái và cháu của em ạ. Chào cô Quốc Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cháu trai hôm nay, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của bé Đan. Tôi có mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con. Bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình, con có cả cha nuôi là người Bến Tre. Rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông. Và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều. Cùng từ hồi học đại học đến giờ mà thậm chí là con về miền Tây còn nhiều hơn là con về ngoài Bắc nữa. Rồi, coi như không vấn đề gì hết cô. Vậy thôi, vậy thì con hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu để sớm tiến tới hôn nhân bị gì. Cháu nhà cô thì nó cũng ế lâu quá rồi, muốn mong cho được sớm xóa ế. Dạ. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thôi cho em gặp bên đàn trai đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là cha nuôi của bạn trai. Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok. Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ vâng. Mở lên là hát liền luôn. Vâng. Anh có này xin tặng. Từ khi em đến mây bốc xanh quanh đời tôi, mùa hoa tim tim cũng theo em trên bờ vai, mắt thu em hiền hoa mộng xưa bỏ đi năm nào, nay về đây cười bên hiên vắng ha ha. Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ giữa mây trời ha ha. Xin gửi đấy một trái tim chân thành đây à. Lấy cảm tình liền thấy không? Thôi tưởng đâu giọng hát đang cường vô. Lady first, anh muốn nhường em nói trước, em cảm nhận nào về anh? Em thấy anh là một người vui vẻ, có thể tạo được tiếng cười cho mọi người, chín chắn à. Anh rất là chững chạc luôn chứ. Anh hình dung em là nói chung là nó không giống như ở trong cái đầu của anh đâu. Là một cái cô gái anh gặp như nào đây là xinh đẹp. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây để thấy còn xinh đẹp hơn nữa. Thì rất là bất ngờ. Dạ, em cảm ơn anh. Rất là bất ngờ. Và anh hôm nay cũng rất là vui, rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa lại chia sẻ đấy. Không có phân biệt gì vùng miền cả. Anh rất là chân thành rồi. Bây giờ là chỉ có do em thôi. Và anh thì anh dám đảm bảo một cái là cái con tim của anh nói câu nào là thật câu đó. Và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh. Thì từ gia đình, từ bố anh, sinh anh rồi đến cha nuôi anh, độc người tốt không à? Không có hai sự ấy rồi. Được mọi người rất là yêu quý. Mình có ngại là yêu xa không anh? Mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó. Thì là cái thời gian gặp rất là ít. Anh cho em một cái cụ thể luôn. Tức là bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận đấy là em chấp nhận. Còn anh chấp nhận rồi đó. Thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay. Có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là một tháng thăm một lần. Ít quá vậy. Bởi vì là đang nói hơi xa tí thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá để ảnh hưởng sức khỏe của em. Chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à. Sao em muốn một tháng mấy lần? Đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần. Nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều. Tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à? Cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy. Yêu nhau mấy núi cũng neo mà, đâu có ngại gì đâu. Em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ? Cái này anh sẽ phải sắp xếp, là hợp lý. Tuần lần được không? Được, xong mình cố gắng để đi trong vòng 2-3 tháng là bắt cưới luôn. Kêu hai đúng bên rồi. Đấy, em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là anh làm ở đây. Chứ còn anh cũng không thích, anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à. Bởi vì tính này là anh, cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì nói anh với vợ đâu chồng vâng, đó. Từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống như mình. Việc của anh thì giống anh là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này hay là những đèo đường Phú Sa hồi đó đẹp trai lắm. Đẹp trai sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Ninh. Tại giờ đến bây giờ thì em cũng không thần tượng lắm. Giờ là già xấu rồi hả? Giờ thấy cũng kỳ kỳ á.
Trời ơi, vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất, năm hai rồi cấp 3 đấy, em cũng lấy hình của em ra em so, em thấy em cũng rất là ok. Hồi đấy nó không giống như bây giờ. Nhưng mà tại còn không? Mà tại sao anh Quyền Linh thì anh hên, anh cũng rất là khổ, nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy. Còn mình không nổi tiếng được, nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ, em cũng theo. Rồi giờ quay lại chuyện này nè, quen chừng một vài tháng thôi phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt. Dạ. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ. Mà anh luôn luôn là để cho em chọn, thích là ở Bình Dương em làm, hay thích Sài Gòn, hay là em thích ở Long An. Còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau, lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở Bạc Liêu ấy, mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không. Ví dụ có thể anh về đó, anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh, hay là có thể là đi dạy tiếng Anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình. Mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ. Cái đấy là... Tuyệt vời rồi gì nữa. Mình, từ khi mà lúc mở màn đến bây giờ anh cảm nhận ấy, em là trong trái tim anh rồi đấy. Anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy, thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa thì ok, là anh chỉ cần đợi ngày đó thôi. Nãy giờ nói kịp hết chưa? Nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa? Em chắc cũng được 40% rồi. Rồi chút xíu xuống dưới nói thêm 60% nữa nha. Vâng. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi, đang tìm kiếm hay không? 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau luôn. Con xin phép bác, xin phép gia đình nhà mình luôn. Hôn em một cái. Tự giác không cần nhắc nhở. Làm liền vậy đó đúng vậy không? Mới được chứ. Đây là cái nghề nghiệp. Rồi em mời anh ạ. Anh tên là Lê Văn Hát, anh sinh năm 1984. Hiện tại anh đang ở thành phố Thanh Hóa. Công việc của anh là anh đang làm cho làm vệ sinh ở trong công ty Vinhome ở gần nhà. Là cụ thể công việc của mình là như thế nào? Công việc của anh là làm vệ sinh, dọn dẹp, quét đường môi trường ở bên trong cái công ty Vinhome Star City Thanh Hóa đấy, cũng gần nhà thôi. Okay. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Anh điểm mạnh là anh siêng, anh chịu khó lắm. Nếu mà có gia đình thì anh thương vợ thương con, lo trách nhiệm hết cho gia đình, chứ không chơi. Hiện tại bản thân anh thì cũng không có chơi bời bài bạc lô đề hoặc là thuốc hoặc là gì hết, không có dính líu những tệ nạn xã hội hết. Giờ chỉ muốn lo lấy vợ để ổn định cuộc sống, tuổi thì cũng nhiều rồi. Rồi về điểm yếu của anh thì sao? Điểm yếu của anh là anh hay thẹn con gái, anh nhát, anh ngồi tiếp xúc anh nói chuyện anh không biết nói chuyện chỉ muốn hài hước ấy. Cái không khí nhất cứ nặng nề rồi là vừa trước vừa sau, tức là họ từ chối họ... là gặp gái là im luôn, im không biết nói cái gì, cứ ngượng thẹn đờ không biết gợi chuyện, không hài hước. Nói hay nói thật mà nói thô lắm. Nhưng mà anh có thích con gái không? Có chứ, muốn lấy vợ lắm rồi. Chứ ở quê không có cô nào cho anh làm, không ai làm mai cho anh sao? Ở quê không có ai à? Có, nhưng mà gặp mấy người không thích hợp thế thì lại thôi mà. Rồi anh kể giùm em tình trường của anh như thế nào? Anh có mấy mối tình rồi? Anh đã kết hôn chưa hay như thế nào? Anh thì lúc mối tình thì cũng có 2 mối tình rồi. Đợt cũng có một trường hợp ở trong Nam đó thì anh cũng hình như là mất kết nối rồi nè. Em không có nghe. Anh có một, nếu mà xét theo pháp luật thì anh đăng ký kết hôn một lần rồi, nhưng mà anh chưa cưới xin gì cả. Là đăng ký kết hôn rồi thì vậy anh đã ra tòa ly hôn chưa? Trên giấy tờ anh có độc thân không? Anh ra tòa ly hôn rồi mà con thì không, cùng con cũng là xét ADN không phải con của anh. Hiện tại anh đang độc thân. Và ra tòa là giấy giờ anh vẫn xin được giấy độc thân đúng không? Tại vì tham gia chương trình là phải có giấy độc thân. Được thì bây giờ anh đã ly hôn rồi, xong xuôi không liên quan gì cả, thì bây giờ anh xin cái giấy đó của chính quyền địa phương được mà. Rồi ok. Anh kể về hai cái cuộc tình trường của anh đi. Anh quen bao lâu? Lý do vì sao anh chia tay?
Cái đợt anh quen đó là năm 2012, bạn anh sinh năm 91, thì lúc đó anh cũng đang 2012, lúc đó anh cũng năm 25, 26, cũng đang trẻ mà. Tức là cũng chưa xác định lập gia đình, thì hoàn cảnh gia đình lúc đó cũng hơi éo le, ở không hợp với bố, mà tuổi thì đang trẻ, lại muốn đi vào Nam làm một thêm một thời gian để về lấy có tiền lấy cái vợ. Nhưng mà khi vô được một thời gian thì được khoảng 2 tháng rồi người ta ở nhà không chờ được, thì người ta đi lấy chồng. Người ta nói là em con gái có lứa có thì không đợi được anh ở trong đó, thì biết đâu anh thì có người này người kia. Thế là người ta đi lấy chồng. Thì đó là mối tình thứ nhất. Mối tình thứ hai, 4 tháng 2 tức ngày Valentine, gần tối ngày 14 tháng 2 2019, thì cũng quen người ta được hơn 1 năm, cũng gần nhà thôi. Nhưng mà do người ta có tiền sử trước kia là thời lúc học cấp 9 ấy, đã bị bệnh tim. Đến bây giờ vẫn hơi có biểu hiện, vẫn đang còn dư âm là một tí của bệnh tim. Gia đình bên anh không đồng ý, thì có nói ra nó vô thì tới tai nhà người ta đấy. Thế là người ta không chấp nhận nên người ta đòi chia tay. Cái cuộc tình nào mà anh với người ta kết hôn đâu, mà chưa có làm đám cưới mà có đăng ký kết hôn rồi có con đâu, có con mà xét nghiệm ADN không phải con anh đâu. Cái đó là năm 2016. Vậy là 3 cuộc tình đúng không? Đúng rồi. Rồi tại sao anh đăng ký kết hôn mà anh không đám cưới? Rồi lý do hai vợ chồng chia tay thì sao mà anh phải xét nghiệm ADN con nữa? Thì cái lúc đó mình bị người ta lừa, mình không hiểu được, mình yêu, mình ở trong đó mình say nắng người ta quá, mình không hiểu được. Mình cứ nghĩ là cưới xong, tức đăng ký xong không phải cưới cũng được, là tốn tiền, tính mình lại hay tiết kiệm nữa. Lúc đó cũng mua đất ở trong đó rồi, muốn lập nghiệp ở trong đó. Thì sau này về dẫn về nhà thì cũng được thôi, cũng là đám cưới ở nhà cũng được thôi. Mà ở được khoảng một thời gian 3-4 tháng thì thấy nó có nhiều biểu hiện nghi vấn quá, thì cứ hay bỏ nhà, điện thoại lang thang bên ngoài. Mình đi làm xa, mình về mình nghe hàng xóm anh em họ hàng nói, thì thấy nó không giống mình. Đi thử nghiệm thì mới biết ra, khi đó nó mới trắng trợn, nó nói thẳng ra. Thì lúc đó mình không còn tình cảm nữa, mình mới chia tay. Về miền Tây. Rồi thì nói chung là anh đã đăng ký kết hôn một lần rồi. Rồi ok anh. Rồi bây giờ anh đến với chương trình thì anh mong muốn như thế nào? Có một chương trình mẫu người ra làm sao? Anh thì đi làm công nhân thôi. Muốn lấy một người vợ bình thường đi làm công nhân này. Không phải là xinh đẹp cho lắm, bình thường mà được. Cao khoảng tầm 1m55 trở lên là được thôi. Chịu thương chịu khó thì cũng cùng mình xây dựng hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại này. Không còn đẹp, bình thường thôi. Rồi tuổi tác, quê quán, nghề nghiệp của cô ta như thế nào? Tuổi thì tầm 30 trở lên thôi. Tại vì anh bây giờ cũng 39-40 rồi, nên chọn vợ trẻ thì cũng không có cơ hội. Chỉ còn tầm 29-30 đến 3, tròn cũng tầm gần gần bằng trên đầu ba thôi mà. Rồi quê quán thì như thế nào? Quê quán thì có thể cùng quê thì càng tốt. Cùng quê Thanh Hóa. Cùng quê Thanh Hóa, rồi. Hoặc là quê ở miền khác mà là về nhà, về Thanh Hóa được không? Nếu mà người ta đồng ý được thì cũng được thôi. Ví dụ như có mấy cái chị mà ly hôn có con thì anh chấp nhận không? Đi hôn có con, nhưng mà con thì một đứa thì mình có thể bao bọc được, nhưng rồi, hai đứa okay. Thì mình thực sự không thể bao bọc. Rồi ly hôn một con, rồi mình còn muốn nói gì nữa không anh, có yêu cầu gì nữa không anh? Anh chỉ mong được là một con hoặc là không có thì cũng được, nhưng mà cái chính là họ cũng đồng ý và chấp nhận đến mình nhé, thì mình cũng đồng ý thôi. Thì ta ly hôn xong rồi người ta đang nuôi con, người ta single mom mà. Được. Ok thì anh cũng đồng ý là được rồi. Rồi anh còn yêu cầu gì nữa người phụ nữ nữa không,
để em ghi nhận lại. Anh chỉ mong rằng là người chín chắn không chăng hoa mà xác định là đến mình thật lòng thế thôi. Rồi. Làm đúng okay. Mình mà. Rồi. Vậy thôi đúng không anh? Anh cũng chưa nghĩ ra cả, nhưng mà thôi anh chỉ mong như vậy thôi. Anh không cần đâu. Ok cần thì buổi hôm nay chỉ là casting bình thường thôi. Đầu tiên thôi. Để cho mình nói chuyện quen cái nhịp như thế này để lên sân khấu mình nói thôi. Còn ví dụ như có người hoặc là anh được lọt vào vòng trong thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh ha. Chắc anh hỏi thêm là nếu mà đến thì mình vào, phải vào Nam à? Dạ đúng rồi. Khi mà chương trình ghi hình thì là anh phải vào Nam á. Anh phải vào Sài Gòn để tham gia chương trình ạ. Chứ không tổ chức được ở Thanh Hóa em? Đâu có đâu anh. Mình phải tự di chuyển vào Nam, tụi em tổ chức một lần đâu phải là một hai người mà rất nhiều người chứ không phải một mình ha. Nên địa điểm tổ chức của tụi em là ở trong miền Nam, vậy là anh không tham gia được hả? Được, nếu mà có anh thu xếp mình đi được. Vậy là ok rồi, thì em phải báo anh trong trước bao lâu để anh sắp xếp? Em có thể báo trước cho anh ấy 10 ngày được không? Ok, rồi cũng khoảng đó 5 tới 10 ngày ha. Rồi ok anh. Để thu xếp công việc anh đi mà. Dạ rồi, dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi anh cảm ơn nha. Rồi anh